Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình đã góp nhận 10.000 token có ký hiệu là ESV. Và có một top ghép là các bạn sẽ nhận được 1.000 token các bạn nhận thêm. Rồi chương trình đã góp này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 nha tất cả các bạn. Đây là một dự án rất là lớn. Để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, mở cái Telegram và bấm nút start. Sau khi bấm nút start xong thì các bạn bấm vào đây lướt cấp tra các bạn. Lướt cấp tra xong các bạn bấm nút chat. Bấm nút chat xong các bạn bấm vào join góp các bạn. Sau khi join góp xong thì join góp này nè các bạn. Rồi các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Đầu tiên thì các bạn join vào kênh group kênh seller nữa. Rồi mình đã join rồi các bạn. Rồi các bạn follow Twitter và Twitter nữa các bạn. Rồi Facebook thì các bạn cũng like Facebook các bạn. Rồi các bạn cũng follow Instagram nhiệm vụ thường lệ các bạn. Rồi các bạn nhấp vào. Các bạn chờ nó chuyển đến trang Instagram mình các bạn. Instagram thì các bạn bấm vào mục theo dõi nha các bạn. Sao nó nhảy đâu luôn người ta. Các bạn đây là một cái trang Instagram đó các bạn. Token này nó sẽ list trên CoinMarketCap và nó sẽ là tổng cung của nó đâu. Tổng cung tới 50.000 token các bạn. Giữ khá là cao, nó sẽ niêm yết lên là một token cho một USDT. Nếu mà token này về mà niêm yết lên một USDT như là đó, nó trong trang web này thì mình sẽ nhận được 10.000 USDT các bạn. Nó đang bán chương trình EO nó. 2020 quý 4, 2021 quý 1. Đây là trang web của nó thôi các bạn. Rồi các bạn follow Instagram các bạn. Rồi các bạn điền form đầu tiên username Telegram thì các bạn điền username Telegram các bạn vào các bạn. Account anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn cũng điền là username trang trader của mình, các bạn mở trang trader của mình ra các bạn copy là các bạn gặp username trang trader của mình nha các bạn. Chim là tiêu rồi các bạn ơi, các bạn bỏ A cộng là tiêu MMO của anh. Rồi submit you Facebook name. Rồi các bạn cũng nhấp vào cái Facebook của mình nha tất cả các bạn. Facebook name thì các bạn lấy cái URL của mình nha tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình chỗ này nè các bạn. Các bạn. Nhảy đâu cơ. Không, các bạn nhấp vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chấp liên kết. Facebook name thì các bạn dán đường link URL các bạn. Các bạn bỏ cái từ ấy các bạn. Từ dấu gạch này các bạn. Các bạn chỉ lấy cái username thôi các bạn. Rồi. A cộng là cái ID của bạn. Đây thì mình có cài cái username của mình rồi. Các bạn gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Cho nó ngồi không biết được có đúng không. Rồi các bạn gửi tên username Facebook của bạn, rồi username Instagram của bạn, các bạn cũng nhấp vào Instagram của bạn. Khoan các bạn chút xíu nha các bạn. Username Telegram thì các bạn bấm vào một chia sẻ này nha các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Đôi lúc có nhiều bạn không biết lấy cái username khai báo những cái username không có chính xác nên những cái đồng coin nó không có về đâu các bạn. Rồi bạn dán đây nè các bạn. Rồi các bạn bỏ cái từ bỏ vô gạch này luôn đi. Các bạn bỏ vô gạch này luôn nha các bạn. Rồi các bạn thêm vào A cộng nha các bạn. A cộng Ngọc 0329931577. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Thấy không? Gỡ username gì đây ra thấy không? Rồi các bạn gỡ địa chỉ với nhà xe đi. Rồi các bạn gỡ cái xuyên người ta các bạn. Cái máy của mình nó hết pin này, nó trong ghi các bạn. Có kèo, tại vì kèo airdrop có nhiều nên mình làm cố gắng xích xích cho tất cả các bạn. Các bạn có nhiều hơn. Rồi,
còn mới đắp vào dán đây, rồi còn bắt vào đây. Chờ lót chút xíu. Rồi đây thì có support nè, bấm vào một account là tài khoản của tất cả các bạn nha các bạn. Mình đã nhận được 10.000 nè các bạn. Cho tiếng ghép environment thì các bạn lấy tiếng ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Đây thì có support rồi nè. Rồi, vậy dự án cũng thấy cũng khá ngon nè các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình